Linh Kiện 3M xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc kìm tuốt dây điện và cắt dây điện 2-trong-1 Asahi. Đây chính là sản phẩm mình muốn giới thiệu. Với chiếc kìm này các bạn có thể tuốt dây điện và cắt dây điện. Đây chính là vị trí để tuốt dây điện. Các bạn có thể tuốt dây điện được từ 0.2 đến 6mm. Đây là vị trí các bạn cắt dây điện này. Sau đây mình sẽ tuốt thử một đoạn dây điện cho các bạn xem. Đây các bạn để dây điện ở vị trí này và bấm thật mạnh. Các bạn thấy mình đã tuốt dây điện một cách rất dễ dàng. Sau đây mình sẽ thử chức năng cắt dây điện của chiếc kìm. Đây chính là vị trí cắt dây điện. Ok. Đây, cái núm vặn này giúp các bạn có thể điều chỉnh tốc độ nhả sau khi bấm này, nó nhả này. Đây, các bạn bấm xoay ở phía bên phải thì tốc độ nhả sẽ chậm hơn. Xoay ở phía bên trái thì tốc độ nhả nó nhanh hơn. Các bạn có thể bấm vào link bên dưới để xem thêm các sản phẩm ở bên cửa hàng mình. Linh Kiện 3M cảm ơn các bạn đã theo dõi video.